Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đây là dự thảo rất quan trọng, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là các hộ sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Đây là nghị quyết có ý nghĩa với người dân, vì trong 17 năm thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, góp phần nâng mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng 3% một năm. Việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là một giải pháp khuyến nông cần thiết để góp phần nâng cao giá trị gia tăng và kết nối chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là sau đại dịch Covid-19 vừa qua. Đồng thời, góp phần hỗ trợ tạo công an việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đánh giá tác động của dự thảo này nếu được thông qua, các chuyên gia cho rằng sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế